sao mà chí dạ chỉ mở quẻ. Thì là bây giờ mấy tụi con có ăn uống không? Bây giờ thì... Con này là cái gì ta? Ông đi nó dùng bằng cây mà dài này vậy. Con này kia bằng cỏ gì? Amin ơi. Ủa Amin em nói nghe nè, cây dài hay cây ngắn? Cây dài hay cây ngắn? Nhưng mà sợ lấy trên mặt. Tại cây này em không cầm đúng không em? Cây dài nó dễ chơi. Hôm nay tụi con chơi mấy lần rồi? Ba lần. Đây là lần thứ tư hả? Lần thứ ba con. Ăn xong rồi được dẫn đi chơi đó vui ha. Cái màu này đẹp kìa. Con là làm một kem. Có nhiều màu quá ha. Trơn lắm mấy kem. Chơi này xong mình về phải không? Về phụ mẹ. Nhưng mà nói bà ngoại đó. Con muốn đi nhà sách mua cái bóng đèn lại. Tại bóng đèn kia luôn của con bị hưng. Con bị hưng. Nhiều thứ vậy hả? Hôm nay là ngày 31 tháng 3 Halloween. Không, ngày 31 tháng 10 mới Halloween mà lâu nay các bạn vẫn hóa trang. Cha con không nhớ hôm nay là ngày gì nữa. Ôi, hôm nay là là một chương trình hóa trang gì, có lễ hội hóa trang gì. Không, người ta hóa trang cho mọi người chụp hình mình phải. Tại nãy giờ con thấy có không hóa trang. Được hả? Bé sửa gấp không được hả? Được. Là mình sẽ lấy cây này mình sẽ anh đi nơi đổi được không? Tôi hướng dẫn cho các bạn chơi với coi. Dạ đầu tiên mình sẽ nghiêng, mình sẽ lấy cái cây này. Thôi, mình sẽ lấy cái cây này. Mình sẽ lấy cục hình tròn, mình tìm cục hình tròn, mình nghiêng, mình khớp nó cho nó tẻ hai rồi. Rồi xong rồi, mình lấy này mình đánh. Giống như mình đánh tiêu á. Đúng rồi, mình có biết đâm tiêu không? Mà mày đặt mình nói đâm giống như đâm tiêu đi ha. Có xíu xíu nhà sách nữa hả? Dạ. Thư viện. Khu nhà sổ nữa. Có gì anh hai hỗ trợ cho em đi nha. Ôi, mình làm nhanh nữa. Ta mình làm nhanh nữa. Mình lớn hơn. Em gần là em làm xong rồi nè, dở mít cơ chưa? Em rớt ra ngoài hả? Thì chơi khoảng bao lâu ta? Cái này chơi gần nửa tiếng. Nửa tiếng này ha. Chơi làm lâu quá. Biết vậy mình chơi đập đá. Biết không, biết vậy mình tô mà là được. Có gì lát kêu cha. Đâu nhiễm không? Con đã làm màu xanh chứ. Còn lấy màu trắng, trắng con suốt này nè. Chà, đầu tiên con sẽ làm một kem. Rồi đến màu xanh dương. Xanh dương này nè cha, không phải xanh dương đẹp nha. Bỏ vô bình đúng không? Bỏ vô bình đúng không? Dạ đúng rồi. Đặt xong rồi lấy cái muỗng bỏ vô bình đi Trang. Rồi giờ anh hai bỏ vô bình trước phải không? Bỏ vô hay sao đâu? Đừng có đưa vô miệng nha.
Người ta có ghi lục trắng xong bỏ miệng mà. Bỏ vô vậy hả? Bỏ vô lớp lớp vậy hả? Cái chai mấy chiếc vậy chung mà Huệ hiện tại bây giờ con đã làm xong rồi. Giờ con sẽ đem đi bỏ vô nha. Đây. Bỏ vô vậy hả? Ủa nhưng mà cảm giác sữa nhẹ giả chưa nhuyễn lắm hả ta? Bỏ nè cha. Vui không? Ôm đi nó bỏ mày là hai màu thôi. Màu xanh này với lại là màu hồng, mà có hình màu màu con tròn. Em cũng thích mà bông gòn nhưng mà em chỉ ăn kem bông gòn hay kẹo bông gòn gì thôi chứ em làm màu khác. Đó, đó trời nào luôn mà em làm hả? Bút bỏ cái mà nhỏ tới chơi này, các bạn nhỏ đừng có bỏ này vô miệng nha. Làm chơi xong rửa tay rồi sạch sẽ. Xong rồi nè. Ủa Min ơi, anh Min rồi bỏ nước hả Min? Ừ. Em làm xong một ca mời. Bỏ chứ đây thôi. Bỏ đến nghe một kẹt. Vậy được chưa? Đó, được rồi. Rồi đó. Rồi. Xong rồi đến em sẽ muốn. Em muốn là đi ba xanh đi. Ủa là màu xanh hả? Chưa hả? Ít thôi nha. Vậy vậy chắc cũng đủ rồi. Rồi chỗ tiếp tục giả hả? Đợi lâu à? Con gần xong luôn rồi nè. Sữa giả xong rồi hả? Dạ. Có đủ nhuyễn không dạ? Đó. Nhuyễn chưa Min? Hai giả nhuyễn không? Xin cái răng đi cha. Sữa lấy màu nào nữa? Dạ màu đấm màu nè con yêu thích thì con lấy. Mà em sẽ nuốt nha. Đó. Đây. Được rồi. Oh no, oh no, oh no. Lỡn vô luôn nè. Anh Minh ơi, oh no, oh no, 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 no. Lẫn luôn lắm rồi bà ơi. Mà không sao á, dù sao nhìn cũng đẹp đúng không em biết. Làm cho nó hết bọt đi. Bọt vào lúc mình. Thầy yếu ghê à. Đừng có quậy lên nữa. Không phải quậy chứ hết bọt. Quậy xấu lắm. Thôi vậy để em làm màu nào. Xong chưa, lấy màu tiếp theo đây. Ê, em không. Được, lấy màu gì? Để con vợ lấy màu vàng. Ba viên nữa rồi. Không giờ giả tiếp hả? Ok. Phụ em bóp đi. Ô, cái này rồi. Xong chưa? Dạ xong rồi. Sao thằng con lỏ? Ê! Sắp xong rồi. Không bỏ tụi con đâu. Bên hai bên hả? Dạ con lấy của con. Ai tại màu này nó bị đè. Nên là cũng đè. Nên là nó bị chìm xuống. Nên là
không? Đẹp vui, đẹp không mà chú chú. Đẹp ha. Tập trung quá vậy ta. Con này dễ chơi không? Dễ dễ. Ôi, hồi nãy con nhớ là con bỏ mùi vậy thì ra xanh lá nè. À, nó ra màu á. Anh lên xanh lá nè. Nó lẫn màu, cái nó ra màu vậy đó. Màu vàng với màu xanh nó biển nó ra xanh lá. Con biết lâu rồi. Ờ. Nãy chơi ngon. Đó là ớt nước giờ cái này nó cầm luôn rồi. À. Em cũng chơi ngu mà. Được rồi, được rồi. Để xong cái này mình đi đâu nữa nè? À, mình đi nhà tắt. Ok. Đi viện. Nè, mấy anh chị quá trang nhìn lạ không? Tự nhiên con nghĩ cho mình với ơi chị tóc xanh ơi. Xanh, tóc vàng, tóc đỏ, tóc tím rồi ha. Thôi chị tóc xanh. Rồi bây giờ mình sẽ đi đâu nè Sữa ơi? Đi nhà sách hả? Đi nhà sách mua gì nào? Dạ mua đồ. Không có cho đem à? Vô, không có cho đem. Để cho cầm cho. Hả? Họ cầm được mà không sao đâu. Cái này trong nhà sách đâu có đâu. Em muốn cứa cho cầm luôn cho con. Nè máng vô tay cho nè. Rồi. Còn hai anh em đi mua gì cần thiết đi. Rồi cho cầm ơi, rồi. Con có thể mua lại cái bóng đèn được không? Cái bóng đèn gấu tôi bị hư rồi. Bóng đèn nào? Con muốn chọn ra trên chợ bóng đèn rồi. Ê ba lên nè. Này xem. Đang nào đâu? Thôi đang tiện. Này ôi nhỏ chiếu. Em muốn cái tiện này. Cái bánh. Cái bánh. Cái này bỏ em. Cái này hoa đèn. Cái này cái gì? Cái này đồ lấy chân mà. Thôi nè. Con nào? Cái này mình có. Cái này mình có. Ông ui gì che ơi, cái nào bắt sáng hả? Anh coi coi. Anh coi cái nào phát sáng. Ok vậy em chọn đó. Cha tự nhiên muốn chụp hình với mấy chị phát trang. Sửa lại sửa chụp hình với mấy chị đi. Thôi. Cái nào đẹp ra, cái này của mình có nè. Quá dễ thương luôn, con ghế mua ba lê. Có đồng hồ không? Ok. Không lấy hả? Mua đồng hồ báo. Có còn cuối cùng mua cái mấy này không? Mua đồng hồ báo tích. Thôi. Đây bị cái kia bị hư rồi. Ủa nghe báo thức cho sợ lắm. Con thì không sợ, cha sợ. Có điện thoại báo thức được rồi. Muốn chọn nó nhỏ lắm. Ừ, lớn chẳng nhỏ gì đâu. Con muốn chọn cái nào đẹp đẹp. Trước. Không em. Chứ giờ cái đồng hồ nè. Nghe cái nó phức rồi cha sợ lắm á. Sợ thì đừng. Thì cha được cái lợi gần nó. Không có chọn cái ngôi nhà. Đó ta đi làm ta nghe tiếng nó phức cho sợ. Không chọn á. Mua kim cương được không? Dạ. Qua đây. Qua đây nhìn nè cha. Cái giỏ gì ấy. Giỏ gì đâu. Chờ một chút. Dọc trang quyền bỉ mua được không? Mua không nha. Mua nào? Mua này đi. Mua nào? Tôi mua này. Mua nào giờ có phải xài được đó, phải tốt quá. Mua cái này được. Chứ mua em, không xài được rồi làm gì? Em có mua hình quả đi cao mua trẻ kia quá. Mua đi cao nha, có rồi. Đúng không cha? Hả? Mua cho dọc cơ mua quả đi cao rồi đó. Ờ. Ai muốn mua gì nè? Trang. Này cũng quay được nè. Dạ nhưng mà muốn này quá. Cái này về trưng bày hả? Ừ. Một cái viên này. Viên ngọc trai nữa. Được chưa? Chọn được nào chưa? Dạ. Hả? Thích cái đó hả? Không có. Muốn mua gì? Sao muốn mua gì?
tại tại định kêu cha mua giùm nhưng mà thôi nhìn con, mắt con ưng thì con mua ơi, cái đó không có mắt chứ mấy ngàn hỏi nào kêu nào bao nhiêu mình, tiền nó không này sao nhìn được giá hả à. Ờ chạy xuống thì thôi ờ nó hay là cái màu xanh này ờ vỡ màu xanh này không màu xanh này bình thường nữa em có muốn mua màu xanh ờ. Mua màu xanh ê lớp bây giờ không mua màu xanh nha ờ nó xanh không con mua màu xanh ờ ok xanh. Cái đó thôi con gì nữa không quá wow, cái ly nè dở nó đồ trưng bày cha cha qua đi à. Con nhớ cha mua cho con cái ly rồi không thấy cái muỗng đâu rồi con bỏ đâu rồi ừ. Con bỏ đâu rồi cha là mất của con rồi cha là mất nào thôi con muốn mua mô hình này mua gì cái nhìn đẹp quá con muốn mua này quá à. Cái này đèn về trưng ủa mày ngủ mua nữa mua ở nhà mà có đèn ngủ rồi mà ờ thôi không nhưng mà ngủ chị bị hư rồi đèn ngủ hồ cá ôi trời ơi không muốn mua cái này quá à. Mua này được không mua mẹ hùng ra mẹ thương hả thương hả ừ ra nào thì mua cái món đi cho mua không mua hai món này thôi ok vậy thôi phải không còn anh hai để có bình dễ hương còn anh hai chê dạ ờ cái ly này cha uống trà được nè thôi cha đâu uống trà đâu con sẽ mua cái muỗng này về chơi tự nhiên sợ làm bể của mùa tèo quá ờ cái gì nữa quy chưa quy. Chọn được món nào chưa và anh hai chọn được chưa ê nhìn nè cha ờ con mua này đi mua này cái đó không cái này là cái đồ giống như giờ mình lập lỡ cát nó sẽ trả từ lỗ thì nè một cát á em muốn mua cái này em mua là ê mấy cái này cũng đẹp nè trời ơi cái gì cũng đẹp chứ hả mà nhưng mà mình thôi con mua cái này mình mua một món thôi mình mua nhiều quá rồi hả thôi con mua hai cái này thôi ok được chưa mấy này trẻ lâu quá trẻ đi mấy chưa? Này trẻ... chạy đến sáng ngủ luôn chốt chưa gì dạ hư chốt chốt con mua này rồi sửa mua đó còn anh hai con sẽ mua hai cái này ok chốt nghìn quý còn hai mua gì anh Bin mua này nè hai Bin mua này ơi anh Bin hả wow mua hình nào đâu con đang mua hình ơi, nhìn đẹp cha coi coi mô hình nào đẹp luôn quá dễ thương luôn xịn sò quá cái này là cái đồ điện thoại đi ờ rồi sao rồi cuối cùng sửa cho món đó ha con chọn hai món này ok rồi mình mua đồ xong mình đi đâu nữa nào nhìn nè cha ờ rồi giờ đi tính tiền ha con có một năng lực cô chỉ cần ăn nó và cô sẽ cứu nguyên năng lực siêu to wow cái gì nữa vậy cô bé tóc xù wow anh Vin em mới thấy mày đẹp lắm nè quá rồi nè ê thích nhất em thích nhất con này nè cái con mẹ ơi em làm vậy nè cái con màu xanh con mua cái này được chưa hai cái này rồi chốt ha có lẽ rồi có quả gì cầu bự trẻ luôn em thấy nước mình gì kìa nước mình đâu kìa kìa xoay thêm đi xoay thêm đi đúng rồi đó ờ Việt Nam đó nãy gì vậy kìa cha mày chỉ dạy chúng bảo vệ hiện tại bây giờ chồng ơi với em đi đang ở trong bên ơi chơi trong tiệm giày hiện tại bây giờ mấy tụi con sẽ xin đi lựa giày cơ đi tại mày dạy cũng nam nên là con sẽ xíu nữa con sẽ lựa bây giờ con xíu này là cái gì
Đuổi cho anh hai hả? Anh hai vô không con? Cái này để đâu kìa? Hả? Để đâu? Đã dán lấy gì? Cháu lại sửa mua được cái gì ạ? Wow! Con mua được cái này này. Cái này có gọi là... Hả? Con thấy vừa không? Vừa là được à? Wow! Để cô kêu lấy số nhỏ nhất á. Như nào? Con ăn vừa không? Vừa không? Vừa thì mình chọn thôi. Ông ơi, cái chú mẫu đó không? Đây. Cái đôi này nè trong. Hả? Sữa nó sộn rồi chơi kìa. Rồi sữa mua giày nào? Màu đen thì mình nhâm. Hả? Không rồi, không được. Mình có rồi, có rồi. Mua hai rồi đó, giờ tới sữa. Cứ chọn đi. Mua này không? Sẽ lâu cho mua cho tặng cho đôi. Ba tan đi. Ủa, bây giờ ba tan. Đôi này đi. Được không? Vừa không? Vừa. Thử đi. Thử. Để cho chị thử cho. Rồi, lại chị thử cho. Uống gì á? Chơi trà sữa. Được rồi. Trà sữa mà cũng uống trà sữa nữa hả? Không cái mỏi kia. À. Chơi, quá trang. Để chơi kêu chị cho chơi thử không? Quá trang. Sợ không? Sợ gì kìa? Con sợ không? Không. Nhìn mấy chị quá trang thấy sợ không? Đó, cái hai chỗ hả? Dạ. Cái chỗ cái mã mình mới mua luôn. Kìa à. Mấy cô đó có cô quá trang thành con tròn kìa. Có cái đuôi luôn kìa không? Ở đây gắn đuôi vẽ. Hả? Gắn đuôi vẽ. Đuôi luôn kìa không? Ôi, mang cái lông nè. Kìa con mang ra kìa. Rồi thử. Cảm ơn cô. Thử rồi đủ. Thử nè, cái vô không nè. Ủa bữa nay không mang màu hồng nữa hả? Bữa nay mang màu xanh không mang màu hồng nữa hả? Đâu không mang màu hồng thôi. Mang hả? Anh hai khoái đâu đó hay vậy? Rồi vừa chưa? Ừ con chưa? Vừa chưa? Chưa được. Ngư nó xít quá. Xít à? À cái sữa nó mang hơi đậm xíu rồi. Để con lấy nó đậm xíu hay sao? Rồi, lấy nó lớn hơn ha. Ủa nha, trừ 50% là tiền nhỏ hả? Ờ, giảm giá nữa. Mua đầu thì mua mấy chập luôn, chơi cũng mấy chập luôn, rồi ăn xong rồi về phụ mẹ phụ nội ngoại đồ buôn bán nha. Ừ. Cậu lấy gì ạ? Trứng gà. Xong đó anh hai lấy cho. Chiều về chắc khó ăn cơm luôn quá. Dạ, chứ em vừa
xe nhỏ. Con này là gà làm gì ta? Gà không có xương. Đút xương hả? Đúng rồi. Gà không có xương. Kiểu giống như chiên nước mắm hả? Cay không? Cay không? Có ớt. Vị nó sao? Vị nó sao? Ngon. Vui không? Vui này của em. Vui để sang tuần cha sắp xếp cho chở hai đứa đi chơi nữa ha. Bữa nay hai chị với lại hai em không chịu đi, lỗ. Món của hai cục nhầm. À, cha rủ đi mà không chịu đi. Em đi một cục nữa. Còn hai cục con đi nữa. À. Em lắp qua cho em đi luôn. Rồi để hai gấp nữa rồi đó. Rồi nè. Đi ra nè. Wow. Ngon quá. Hai cục con đi nữa. Con hỏi mấy chị với lại mấy em coi ăn pizza không mua về luôn. Không có bạn. Không có kết bạn hả? Con cũng mà có. Mà giờ trễ rồi chắc mọi người cũng ăn cơm rồi quá. Giờ con sẽ khác pizza. À. Giờ mọi người qua bên hội quán ăn bánh xèo, bánh cuốn rồi. Ra lát về cho ăn mấy món đó cho thích hơn. Bây giờ con sẽ cắt pizza cho anh đi nha. Ờ, à, cắt cho anh hai hả? Giỏi quá vậy. Được không? Xé cầm lên xé không được. Nè, thôi. Đây thực phẩm nha. Dạ, anh ơi. Em xin phép lấy lại mình. Dạ. Cho xin mấy khăn giấy lại đó. Dạ. Mấy khăn giấy. Dạ. Cảm ơn. Được không? Dạ được. Rồi, cắt cho anh hai đi. Cắt xong ấy nhìn cái miếng xấu quắc luôn rồi. Được không? Để anh hai làm cho. Em cắt cho em. Rồi em cắt cho em đi. Xé đi cầm đi. Hỗ trợ cho em cái con. Thôi để con. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Cắt cái gì mà miếng pizza nó bự. Cắt gì mà nhìn miếng pizza xấu quắc luôn. Nóng luôn. Ờ. Ủa này giờ muốn được. Tự nhiên không biết cách làm luôn á. À. Được không? Wow. Để cho xé cho ha. Để ra nguyên đây luôn đi. Để dễ xé hơn. Rồi xé đó đúng rồi lấy miếng đi đó. Rồi. Sao hai ngon không? Rồi ăn xong mình về ha. Rồi cảm ơn cha đi. Cảm ơn cha. Rồi thôi chào tạm biệt bà con chú nè. Kính chúc quý bà con chú nhiều sức khỏe. Dạ hẹn gặp lại quý bà con chú anh chị trong một clip tiếp theo. Cảm ơn rất là nhiều. Nguồn quá.